Kính thưa cộng đoàn, các cụ ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, bài tin mừng ngày hôm qua Đức Giêsu đã dạy chúng ta ai làm lớn phải là người phục vụ. Người nào càng phục vụ thì càng là người lớn trong nước trời. Và con xin được đọc một bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Phan Cô với chủ đề phục vụ. Phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả chống lại bệnh tìm địa vị chức quyền. Phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả chống lại bệnh tìm địa vị chức quyền. Não trạng thế gian thì tìm kiếm danh vọng chức quyền, còn tư tưởng của Thiên Chúa là phục vụ và trao tặng sự sống. Giáo hội cũng không được miễn nhiễm khỏi căn bệnh tìm kiếm chức quyền danh vọng. Đức thánh cha Francisco mời gọi các tín hữu là các môn đệ của Chúa Kitô dùng phương cách phục vụ để chống lại căn bệnh này. Dưới bầu trời trong xanh nắng đẹp của ngày chủ nhật 21 tháng 10, đã có hơn 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Giáo Hoàng. Dựa trên đoạn tin mừng Thánh Mắt Theo kể lại thêm một lần nữa, Chúa Giêsu rất kiên nhẫn tìm cách sửa đổi các môn đệ của người, hoán cải họ từ não trạng thế gian về với tư tưởng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hai bài học của Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ khi sửa sai thái độ của họ. Bài học thứ nhất theo Chúa Giêsu và học con đường yêu thương hy sinh theo Chúa Giêsu và học con đường yêu thương hy sinh. Bài học thứ nhất là hãy học theo người và học con đường yêu thương hy sinh và Chúa Cha sẽ nghĩ đến phần thưởng cho chúng ta. Bài học của Chúa Giêsu -xu xuất phát từ lời yêu cầu của anh em Jacobe và Gioan, hai trong số những môn đệ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã gặp và mời gọi theo người. Đến nay thì họ đã cùng đi theo người một thời gian và thuộc nhóm 12 tông đồ. Do đó, trong khi họ đang lên đường Jerusalem, nơi mà các môn đệ nôn nóng hy vọng rằng trong dịp lễ vượt qua cuối cùng, Chúa Giêsu sẽ thành lập vương quốc của Thiên Chúa, hai anh em ấy đã lấy can đảm xin thầy của họ một điều, xin cho chúng con một người được ngồi bên hữu một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Thánh Cha giải thích tại sao Chúa Giêsu sửa sai thái độ của anh em Giacobê và Gioan. Được Thánh Cha nói Chúa Giêsu biết rằng Giacobê và Gioan bị thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành mạnh mẽ đối với người và vì nước Chúa, nhưng người cũng biết rằng sự kỳ vọng và nhiệt tình của họ bị nhiễm tinh thần thế gian. Do đó người trả lời các con không biết các con xin gì. Và trong khi họ nói về những chiếc ngai vinh quang, trên đó họ sẽ ngồi cạnh Chúa Kitô vua thì Chúa Giêsu lại nói về một chén phải uống và một phép rửa phải lãnh nhận nghĩa là cuộc thương khó và cái chết của người Giacôbê và Gioan luôn nghĩ đến đặc ân mà họ hy vọng họ nói thứ được chúng con có thể nhưng ở đây cũng thế Chúa Giêsu loan báo trước về chén đắng mà họ sẽ phải uống và phép rửa mà họ sẽ phải lãnh nhận nghĩa là họ cũng cũng như các tông đồ khác sẽ tham dự vào thánh giá của người. Khi giờ của họ đến, Chúa Giêsu kết luận việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy không thuộc quyền Thầy ban, nó dành cho người đã được chuẩn bị. Như thế Chúa Giêsu muốn nói giờ đây các con hãy theo Thầy và học con đường yêu thương đến hy sinh và Cha trên trời sẽ nghĩ đến phần thưởng. Bài học thứ hai, phục vụ Chúa Giêsu dạy cho các môn đề bài học thứ hai khi người nhận ra 10 tông đồ khác tức giận với anh em Giacobê và Gioan và như thế họ cũng tỏ ra cho thấy họ cũng có não trạng thế gian. Đây là cơ hội để Chúa Giêsu đưa ra một bài học và nó có giá trị đối với các kỳ tổ hữu thuộc mọi thời đại. Chúa nói thế này, các con biết rằng những người được xem là lãnh đạo các quốc gia thì thống trị trên các quốc gia và các thủ lãnh các nước thì cai quản chúng. Giữa các con thì không được như thế, ai muốn làm lớn trong các con thì hãy là người phục vụ các con, và ai muốn làm đầu trong các con thì hãy làm người đầy tớ. Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng trong khi những người làm lớn trên thế gian này xây dựng những ngai vàng cho quyền bính của họ, thì Chúa chọn một ngai không tiện nghi là thánh giá. Từ ngai đó người cai trị khi ban tặng sự sống của người. Chúa Giêsu nói con người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và trao ban sự sống của mình để cứu độ nhiều người. Phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả chống lại căn bệnh tìm kiếm địa vị chức quyền. Kết thúc bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói con đường phục vụ là thuốc giải độc hiệu quả nhất chống lại căn bệnh tìm kiếm những vị trí trên trước là căn bệnh làm ô nhiễm nhiều bối cảnh của con người và cũng không loại trừ giáo hội. Vì vậy với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đón nhận tin mừng này như một lời kêu gọi hoán cải để làm chứng với lòng dũng cảm và quảng đại về một xã hội cúi xuống bàn chân của những người rốt cùng để phục vụ họ bằng tình yêu và sự đơn giản chân thành. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria người hoàn toàn và khiêm tốn gặt bó với thánh ý thiên chúa giúp chúng ta vui vẻ theo chúa giêsu trên con đường phục vụ con đường chính dẫn đến thiên đàng tân chân phước tibuzia anai dòng tên sau khi đọc kinh truyền tin đức thánh cha nhắc rằng ngày hôm nay ngày hôm qua tại thành phố malaga tây ban nha cha tibuzio Dòng tên đã được Tôn Phong Chân Phước, được thánh cha mời gọi các tín hữu cảm tạ Chúa về chứng tá của thừa tác viên nhiệt thành của hòa giải và người loan báo tin mừng không mệt mỏi, nhất là giữa những người nghèo hèn và bị quên lãng, được thánh cha cầu chúc rằng gương sáng của chân phước thúc đẩy chúng ta trở nên những nhà hoạt động của lòng thương xót và những nhà truyền giáo can đảm trong môi trường trong mỗi môi trường, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vỗ tay mừng Tân Á Thánh. Ngày Thế Giới Truyền Giáo tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc rằng hôm nay ngày Giáo Hội cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo với chủ đề Cùng những người trẻ. Chúng ta đem tin mừng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cùng với người trẻ đây là con đường. Thực tế là nhờ ơn Chúa, chúng ta đang cảm nghiệm trong những ngày này thường hội đồng giám mục về giới trẻ lắng nghe và hòa nhập với họ chúng ta khám phá ra nhiều chứng tá của các bạn trẻ đã tìm thấy nơi Chúa Giêsu ý nghĩa và niềm vui của sự sống. Thường thì họ gặp được Chúa nhờ các bạn trẻ khác. Chúng ta cầu xin để các thế hệ mới không thiếu những người không thiếu những lời loan báo đức tin và lời mời gọi cộng tác và sư vụ của giáo hội. Đức Thanh Trà cũng nhắc đến bao nhiêu thừa sai hy sinh vì tin mừng. Ngài xin các tín hữu cùng đọc kinh kính mừng để cầu nguyện cho họ. Sáng kiến chia sẻ hành trình, cuối cùng Đức Thanh Cha chào các nhóm hành hương đến từ Ý và các quốc gia khác. Ngày chào đặc biệt nhóm Bắc Ái quốc tế do Đức Hồng Y Tăng Lê hướng dẫn. Trong nhóm có một số giám mục và giáo dân đến từ nhiều quốc gia. Đức Thanh Cha nói anh chị em đã thực hiện cuộc hành hương ngắn ở Roma để diễn tả ước mong bước đi cùng nhau và như thế anh chị em học cách biết nhau rõ hơn. Tôi khuyến khích sáng kiến chia sẻ hành trình đã được phát động tại nhiều thành phố và có thể biến đổi tương quan của chúng ta với những người di dân. Chúng con thấy lòng cảm ơn bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng để chúng con luôn luôn học nơi Chúa Giêsu gương phục vụ. Tôi đến không phải là để được phục vụ nhưng mà là để phục vụ và với bài học phục vụ này thì sẽ giải được cái cái cám dỗ là ham hố chức quyền danh vọng. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.